Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị đá văng ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thể sẽ bay về đâu. Theo trật tự thì chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ngang bằng với chức bí thư tỉnh. Tuy nhiên, chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là vị trí có cơ hội vào bộ chính trị, còn vị trí bí thư tỉnh là một vị trí rất xa vời với chiếc ghế ủy viên bộ chính trị. Nếu Nguyễn Thành Phong bị thuyền chuyển thì xem như cơ hội vào Bộ Chính trị đã bị đóng sập lại. Vì vậy, bằng mọi giá, ông Phong phải vận động để ông được ở lại chiếc ghế quyền lực ở thành phố lớn đất nước này. Và cho đến bây giờ, khả năng 90% là ông Nguyễn Thành Phong sẽ ở lại vị trí cũ. Mặc dù còn Hội nghị Trung ương 3 nữa, nhưng khả năng Nguyễn Thành Phong bị thay thế là không cao. Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Thể cũng phải chiến cho đến tiếng còi mãn cuộc đua của trọng tài thổi lên. Ông Nguyễn Văn Thể là bộ trưởng của một bộ lớn thứ ba ở chính phủ, chỉ sau Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Với vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Đinh La Thăng từng vào được Bộ Chính trị. Vậy nên, nếu thuyên chuyển ông Nguyễn Văn Thể về quản lý địa phương thì phải chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thay Nguyễn Thành Phong thì mới có thể thích hợp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nếu không thay ông Nguyễn Thành Phong thì Nguyễn Văn Thể ở lại Bộ Giao thông Vận tải thì vẫn tốt hơn là về nắm bí thư một tỉnh lẻ. Tuy nhiên, việc ngồi lại trong chính phủ ấy không thuận tiện cho ông Thể. Hiện nay, phe cánh của Phạm Minh Chính vẫn muốn đẩy Nguyễn Văn Thể đi, và bản thân ông Nguyễn Văn Thể ngồi lại chính phủ thì cũng chẳng làm được gì. Ông Nguyễn Văn Thể đang ở thế kẹt. Về thành phố Hồ Chí Minh thì không chắc gì được, mà ở lại chính phủ thì cũng không cảm thấy thoải mái gì. Và lại, ông Nguyễn Văn Thể đã để lại tai tiếng quá lớn ở nhiệm kỳ trước, thì nếu ngồi lại ghế bộ trưởng cũng sẽ không nên. Và đó là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy. Nguyễn Văn Thể là người miền Nam mà theo phe ông Nguyễn Phú Trọng. Điều này tốt cho tương lai của ông Thể, nhưng chắc chắn ông Thể sẽ khó làm việc với các tỉnh hoặc thành phố ở miền Nam. Nếu trượt thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyễn Thể sẽ bị đá văng về đâu? Đây là câu hỏi mà dư luận xã hội đặt ra. Cửa trượt chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện rõ với ông Nguyễn Văn Thể. Quả thật, ông Thể vào thành phố Hồ Chí Minh luôn gặp trở ngại. Lẽ ra, ông Thể có thể ngồi vào chiếc ghế phó bí thư thường trực do ông Trần Lưu Quang để lại, nhưng trượt và giờ đến cửa thứ nhì cũng sắp trượt nốt. Trước khi nắm chiếc ghế bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Thể là bí thư tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng là tỉnh lẻ, từ bí thư tỉnh lẻ mà về nắm Bộ Giao thông Vận tải là lên chức. Nếu từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà về nắm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì đó là thuyên chuyển ngang bằng. Còn nếu từ Bộ Giao thông Vận tải mà về điều về làm bí thư một tỉnh lẻ thì đó chẳng khác nào giáng chức cả. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu vào Hội nghị Trung ương 3 ông Nguyễn Văn Thể không giành được chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì ông Thể sẽ bị trôi dạt về đâu? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong, đối thủ chính trị của ông Nguyễn Văn Thể. Câu trả lời là rất có thể là làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những tỉnh giàu nổi tiếng như tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tuy ba tỉnh này đều là tỉnh giàu, nhưng nếu nắm bí thư tỉnh này thì vẫn như những tỉnh lẻ khác mà thôi. Hầu hết bí thư các tỉnh này khi lên chức, người ta đưa về làm chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh hoặc làm phó bí thư thường trực tỉnh này. Và dường như có những diễn biến trước đại hội Hội nghị Trung ương lần thứ 3, bằng mọi giá, ông Nguyễn Văn Thể phải kéo bè kết cánh để đấu với Nguyễn Thành Phong một trận sống mái. Và chỉ khi nào thất bại thì mới trở về nắm bí thư một tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đấy được xem như một giải an ủi, dù sao cũng có còn hơn là không nắm được chức vụ gì. Và dư luận đặt ra câu hỏi là khả năng Nguyễn Văn Thể sẽ về nắm tỉnh nào. Trước hết phải khẳng định là Nguyễn Văn Thể về nắm bí thư một tỉnh miền Đông Nam Bộ chỉ là phương án 2. Tuy nhiên, người ta đánh giá phương án 2 của Nguyễn Văn Thể lại có khả năng xảy ra cao hơn phương án 1 của ông. Trong các tỉnh miền Đông Nam Bộ hiện nay, vị trí bí thư tỉnh Bình Dương đang bị lung lay dữ dội. Được biết vào ngày 17 tháng 6, Ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Có thể nói, sự nghiệp chính trị của ông đương kim bí thư Bình Dương khó mà có triển vọng gì nữa. Để dọn đường cho người thay thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét sai phạm của ông Trần Văn Nam, bí thư tỉnh. Được biết, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra kết luận ông Trần Văn Nam đã thực hiện
trái chủ trương về phương án sử dụng 43 hectare đất tại Tổng Công ty 3 tháng 2, hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đã chủ trì kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban này. Tại kỳ họp, ông Tú chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh Bình Dương. Trong quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã moi ra sai phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương, gọi là Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Đây là hình ảnh chiếc ghế bí thư tỉnh Bình Dương cần có chủ mới. Theo ông Trần Cẩm Tú thì sai phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tới tiền và tài sản của nhà nước. Nhiều cán bộ, đảng viên đã bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu uy tín của các cấp ủy, chính quyền. Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Nam là người đứng đầu tỉnh, ông ta phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Được biết, khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nam đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ông Nam còn thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 hectare đất tại Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 và hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân. Để Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 đưa 145 hectare đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật. Và nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Thể sẽ về thay thế Trần Văn Nam. Trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, hễ thanh tra thì sẽ lòi ra sai phạm. Không một quan chức nào sống nổi bằng lương cả. Nhưng thực tế thì quan chức nào cũng rất giàu. Nếu không sai phạm thì không thể xây được biệt phủ, mua được xe sang, gia đình đi nước ngoài và đưa con cái đi du học. Hay rất nhiều quan chức cho con đi Âu, đi Mỹ là vậy. Vì thế họ phải tạo ra sai phạm để biện thủ. Vì vậy, đã thanh tra thì thế nào cũng sẽ lòi ra sai phạm. Kiểm tra đâu thì có sai phạm ở đó. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn hạ ai thì kiểm tra đơn vị đó là xong. Và sai phạm tại tỉnh Bình Dương kỳ này liên quan đến hàng loạt quan chức. Tuy nhiên, người ta chỉ chú ý đến sai phạm của người lãnh đạo cao nhất vì vị trí này đang được Trung ương muốn đưa người về thay thế. Đây là hình ảnh khả năng rất cao là ông Trần Văn Nam sẽ bị thay thế. Tỉnh Bình Dương là một tỉnh giàu, tuy nhiên về mặt kinh tế thì rất béo bở đối với bí thư tỉnh. Tuy cơ hội vào Bộ Chính trị vẫn không cao như là vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà Nguyễn Thành Phong đang nắm giữ. Và rất có thể ông Nguyễn Văn Thể sẽ được nhận giải an ủi khi mà không thắng nổi Nguyễn Thành Phong ở Hội nghị Trung ương 3 sắp tới đây. Có lẽ vị trí bí thư tỉnh Bình Dương không làm hài lòng ông Nguyễn Văn Thể, nhưng nó cũng là một chiếc ghế ngon đối với một ủy viên Trung ương Đảng. Và khả năng cao là Nguyễn Văn Thể sẽ ngồi vào chiếc ghế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 7 năm 2021 với bản tin bị đá văng ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thể sẽ bay về đâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn.